Xin mời chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán giả yêu quý của Nghiện truyện. Quý vị và các bạn có thấy thời gian trôi thật là nhanh không ạ? Mới ngày nào chúng ta chuẩn bị cho những ngày cuối năm tất bật Chào đón một cái Tết quý mão thật là đầm ấm, hạnh phúc Thì ngày hôm nay đã là ngày 8 tháng riêng Âm lịch năm quý mão 2023 Và chúng ta lại quay trở lại với quần cây của cuộc sống Những công việc, những bộn bề lo toan tuy nhiên thì còn mùng là còn Tết và Đình Duy xin gửi lời chúc mừng năm mới một lần nữa tới quý vị khán thính giả chúc cho quý vị khán thính giả một năm mới ngập tràn sức khỏe thành công hạnh phúc và viên mãn chúng ta quay trở lại với buồng quay của nghĩa truyện và hôm nay chúng ta đến với truyện ngắn bóng đè của tác giả Đỗ Hoàng Diệu trước khi vào cùng Đình Duy nghe chuyện rất mong quý vị khán thính giả chúng ta bất chút thời gian vẫn như uh, mọi lần thôi, uh, cho đình Duy một like, một comment cảm xúc khi mà chúng ta nghe hết từng tập truyện cũng như là cho nghiện truyện một nút like, uh, một nút đăng ký kênh và uh, hơn nữa là chia sẻ cho bạn bè, người thân nghe được những câu chuyện hay từ trên kênh. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Nghe sau đây, chúng ta cùng nghe truyện. Tôi có bàn tay nhỏ nhắn và mềm mại hiếm thấy. Bàn tay không thay đổi theo mùa hay héo gầy cơ thể. Thụ bảo bàn tay tôi không tuổi tác, trọng lượng. Hồi 20 tuổi mới ra trường, nằm nhà 3 tháng, chỉ ăn và ngủ, cơ thể trồi lên những múi thịt. Nhưng bàn tay tôi vẫn mảnh rẻ, thụ hay mân mê bàn tay tôi. Bàn tay thể hiện tâm hồn con người, dù em mập đến mấy ngón tay em vẫn chỉ là cọng cỏ trao lượn dưới gió xuân. Tôi đưa ngón dài nhất mơn quanh môi chồng. Cọng cỏ thường dai, chỉ liềm sắc mới cắt nổi anh biết không? Mắt thụ cộp xuống tìm câu trả lời, có khi chỉ một con kiến cũng làm ngọn cỏ tan gãy. Có thể. Tôi chỉ ở bàn tay ra trước nắng, nhìn như nhìn bàn tay một kẻ khác. Dòng gió, bão lũ, nắng hạt, tôi có thể chết đi rồi mà bàn tay vẫn nguyên vẹn với năm ngón ngắn dài làn da mỏng tang không trọng lượng chỉ có tôi hiểu vì sao bàn tay tôi tách rời ra khỏi thể xác mình chỉ có tôi hiểu vì sao tôi hay trốn những vách dựng loang loáng một chiếc bóng thụ không hiểu chính tôi đôi khi cũng thấy mình là lạ quê thụ cách thành phố khoảng ba giờ tàu hỏa tôi không ngờ đồng quê khác biệt đến thế một vùng đất vẫn giữ được nét cổ xưa hiếm hoi thời cuộc ngồi trên tàu thụ dặn dò tôi kỹ lưỡng về những nghi lễ phải làm trong ngày dỗ cha chồng tôi mồ côi cha từ năm lên chín căn nhà mái ngói vốn là nhà gỗ ba gian được bao tường ẩn náu phía đánh làng đằng sau ngôi nhà phơi mình trong nắng ruộng ngô đang ra bắp xanh mướt kéo dài tầm mắt một chút, ẩn hiện giữa đám ngô, bãi tha ma thanh thang còn giữ nguyên được mồ mà đắp đất, cỏ mọc xanh tươi tốt. Lần về trước bận bịu khách hứa, tôi đã chẳng có thời gian đầy đưa con mắt. Thu bảo lần này phải ở lâu lâu một chút, cho mẹ chồng tôi vui. Tôi dạ vâng, ngoan ngoãn, thụ véo mũi tôi. Sao trên giường em chẳng ngoan hiền như thế cho anh được yên thân? Tôi lờ đãng trước câu nói đầy hàm ý Tôi không thể ngoan hiền, tôi hay trộm lên người thụ, nuốt lấy anh, vồ vập. Tôi ư kéo thụ lên, trà sát. Tôi bắt đôi tay thụ bóp nắn liên tục. Tôi muốn đã cơn khát thèm từ buổi trưa ấy, một buổi trưa nắng bình thường như bất kỳ một ngày hè nào, nhưng với tôi là bỏng rát, là bước ngoặt. Tôi cất giữ bí mật riêng mình thụ nào biết. Thụ cứ hay van xin tôi đừng hực lên như hổ cái, tôi chẳng thể đặng đừng. Anh bị tôi co rút lôi đi. Đôi lúc thấy anh kinh khiếp, tôi đành phải dè dặt đi. Nhưng rồi đến cơn khát, tôi vùng vấp hết, mỗi sáng thức giấc, trông thủ thật tội nghiệp. Bàn thờ nhà chồng tôi to dài quá cỡ, chưa bao giờ tôi nhìn trước bàn thờ nào lớn như vậy. Có rất nhiều bát nhang và những bức chướng chữ tàu. Mẹ chồng tôi nói bâng quơ mà tựa căn dặn. Nhà ta mỗi năm cũng 16 đám rỗ. Sau này anh thụ cúng tôi nữa là 17 sẽ vất vả đấy. Tưởng tượng ra viễn cảnh mỗi năm còng lưng làm cơm cúng 17 đám rỗ cho đến ngày thụ qua đời tôi không khỏi ngao ngán. Khi thụ quần áo trình tề chấp hai tay trước ngực khấu đầu làm lễ dèm vài hai bên bàn thờ nay động lươn lướt màu đỏ nhức nhối trong nhang khói nép mình cúi đầu cùng mấy phụ nữ trong góc nhà tôi cố dòng tai xem chồng mình đang khấn những gì nhưng chỉ là ập hè âm thanh xin xít nơi đầu đưỡi thụ không nói mà cũng không hát tựa như tiếng kêu của loài bò sát tôi nhướng trí tưởng tượng phong phú của mình xem qua lời khấn của thụ những ai đang về hồi sáng hai vợ chồng ra nghĩa địa dọn dẹp khu mồ mà tôi mới biết tổ tiên nhà thụ cũng nhiều oan khuất một ngôi mộ dàn trải xưa cũ trong vùng đất trũng sâu dáng hình thung lũng. Tôi nói sau cơn động đất tự nhiên khu mộ nhà mình thụt xuống thành trũng như vậy và một ngôi mộ thì biến mất. Tôi băn khoăn về chuyện 16 đám rỗ, sao chỉ 11 mộ phần, giọng thủ có vẻ buồn, tay anh đưa điểm cắt cỏ chuẩn xác. Cô em gái bố do hận tình nên chấm mình xuống sông sâu, năm vừa tròn 18 không tìm thấy xác. Hai ông cố trẻ làm thầy phù thủy đi khắp nơi cùng trốn, rồi không quay trở về. Nhà lấy ngày hai ông bỏ đi làm ngày rỗ. Hai ông khác xương cốt về bằng đầu đũa chôn chung một mộ. Tổ im lặng đột ngột, tiếng liềm xén cỏ mạnh hơn. Thế còn một ngôi mộ nữa đâu anh? Ông nội bị đấu tố hồi cải cách dụng đất chết thảm trên tổ kiến lửa sáng mai bà nội chỉ tìm thấy vài cọng tóc ở nơi cột trói, xác không biết đi đường nào giọng chồng tôi nghèn nghẹn tôi thấy lạnh sống lưng tưởng như cũ xưa nào vừa lướt qua mình bây giờ quỳ trước bàn thờ tôi cũng lạnh sống lưng lẫn trong âm hưởng xin xít buồn thảm khấn vái của thụ một tiếng nhẹ như gió lướt lụa bay trơn lọt đã có lần tôi nghe đâu đó rắn là một loài vật linh thiêng dẫn dắt người chết về trần tôi ngẩng phát lên thanh đà treo ngang bàn thờ thanh gỗ bóng nhẵn không vết bụi trống rỗng cô em chồng cấu mạnh chị cúi đầu xuống đi anh tôi không dạy chị à khi đầu tôi lại cúi xuống một cái gì nắng nhảy bay qua linh cảm đôi khi chỉ là linh cảm nhiều khi và thụ đứng lên húng hắng báo hiệu chồng tôi đã cúng xong cố được dọn xuống trong tiếng đũa lanh canh lũ trẻ háo đói Suốt cả bữa ăn trong đầu tôi cứ làng vàng, hình ảnh 16 bóng ma tổ tiên theo lời khấn của thụ trường về, bay về thế nào. Thảng hoặc lại lành lạnh, buôn bút, như cũ xưa nào lướt qua mình. Những cây nhang cháy hết cuộn thành vòng, đầy áp bát hương to màu đồng và những bát hương nhỏ màu trắng vẽ long phượng. Ai đó gieo vui, hương cháy đẹp quá, nhà này năm nay chắc nhiều may mắn. Mẹ chồng tôi thỏa mãn, anh trị thụ thế nào chẳng sinh một thằng cháu đích tôn nay mai thụ tay cầm cánh gà xoay xuống tôi đỏ mặt tôi thừa biết anh nghĩ hổ cái như tôi sẽ nhanh chóng kết nhụy sinh hồ nhỏ cho nhà anh nay mai đàn bà như tôi có lẽ sinh năm một anh chẳng từng đói như thế miệng tôi cười mà lòng trống chảy. ông trẻ mặt xanh men rượu ngoắc cánh tay xuống mâm dưới tôi để ý đàn ông nhà thụ tay thường dài chạm gối có lần tôi đùa thụ tay dài như tay vượn. Anh xa sầm nét mặt. Em chẳng biết gì cả. Những người tay dài thường dòng dõi đế vương thiên tử. Có lẽ ông Tổ Anh từng là vua chúa vương già Trung Hoa gặp nạn nên chạy loạn sang đây. Tôi thấy thụ thật ngây thơ nhưng không dám nói. Dòng họ nào mà không chạy loạn. Nhân thể cháu dâu trưởng thắp nén nhang lên bàn thờ, khấn xin cha thằng thụ phù hộ cho sớm sớm được thằng cô cha chồng cô mất vào ngày chồng linh thiêng lắm. Tôi không biết ngày chồng ông trẻ nói là ngày gì, nhưng đoán chắc rất thiêng. Lén lén luồn qua mâm trên, kính cần lấy ba nén nhang châm lửa cắm lên bát hương, đặt cạnh khung ảnh một người đàn ông trung niên, có hàm răng hơi nhô với tia nhìn sắc lạnh. Tôi khấn lại ba lần, vừa thụt lùi vừa lướt trộm khung ảnh cha chồng. Ống chân tôi đau tấy, lan dần một khắc tôi nghĩ đến ám dấu cơ thể, báo hiệu trước những chuyện bất thường. Chưa kịp định thần, bỗng dưng mái tóc, thân thể tôi nóng hực, và tiếng cô út hét lên. Bát hương cháy rồi! Thụ xô ngã tôi, quỳ mọp trước bàn thờ, dập đầu lên li lịa Bát hương nguồn ngột cháy, tôi hoàng loạn nghĩ, thế nào tiên lửa cũng lan rộng, thiêu cháy bàn thờ, thiêu cháy ngôi nhà, thiêu cháy bãi ngô, đốt rội mồ mà Tôi muốn tìm xô, sách nước dập lửa, nhưng chân tay tôi cứng đơ tựa khúc gỗ. Cơn đau nhức như vệt điện chạy dọc sống lưng. Mời các bác, các ông sơi tiếp. Tôi nghĩ ông nhà tôi hóa bắt hương vui mừng đón cháu đích tôn đấy. Mọi người ồ lên đồng thanh. Nhưng cái lức xéo của bà về phía tôi lại đầy cay nghiệt. Bắt hương cháy tận gốc, cho dày lên hình thù ngôi mà mới đắp. Tôi biết ngôi mà mới đắp bằng cho nung này sẽ thiêu cháy cuộc đời tôi nay mai. Thụ nhìn tôi không biểu độ cảm xúc, ra thì tôi dần dần kiến bò, cảm giác ơn ớn, trơn lọt, bóng nhảy. 8 giờ tối, bãi ngu ngủ im. Thụ im lặng kéo tôi vào nhà. Sau buổi chiều hóa bắt hương cho đắp hình ngôi mộ, Thụ nhìn tôi khang khác. Tôi chỉ cảm nhận khang khác trong một trực giác mơ hồ, không bằng chứng. Anh chị Thụ vào buồng ma ngủ, trong mấy ban đêm chuột hay thọc mạch, dám màn vào chiếu cho chặt, kéo nó vào giường. Sống lưng tôi dựng đứng, viễn cảnh một bầy chuột chui vào giường bò lên thân thể khi tôi đang say giấc chẳng lãng mạn yên bình đồng quê chút nào. Tôi đưa bàn tay thon thả của mình ghi chặt thủ, anh nhăn mặt nhìn tôi, bắt gặp ánh mắt thảng thốt của vợ, anh thẽ thọt nhìn mẹ. Mẹ cứ ngủ trong buồng với con thắm, để vợ chồng con ngủ ngoài này. Ban đêm gió máy, mẹ không nên ngủ trên phản, với lại con hay dậy đi ra đi vào, sợ mẹ mất giấc. Mẹ chồng tôi loét quét đôi guốc vào buồng, âm thanh giọt ngắn từng cơn. Con thắm sang đằng bên chưa về. Thụ bỏ tôi đứng trước cửa ra nằm trườn lên tấm phản kê gian ngoài cùng. Trước mặt tôi, bàn thờ chính giữa đã to, giờ trương lên kỳ lạ. Hình ảnh nó phình nở trong đầu tôi. Bức màn đỏ lờ, loang dọc, hốt hoảng tôi chạy nhào vào thụ. Chiếc quạt tai voi liên xô không rào gì xét, ọc oạch quay tiếng một. Người thụ đẫm mồ hôi, giọng anh đừng đứng. Em ngủ đi, đừng làm mồn, mẹ không nghỉ ngơi được. Thụ là lạ thế nào? Thường ngày chưa bao giờ thụ lên giường trước 12 giờ khuya. Một lần thụ bị ốm, tôi bắt anh ngủ sớm. Anh nói đấy là cực hình. Sao thụ có thể ngủ vào 8 giờ tối hôm nay? Tôi tỏ về quan tâm, anh có nóng không? Em quay quạt lại chỗ anh nhé. Anh nằm phàn thấy mắt rồi. Mấy phút nữa là ngáy, ngủ đi Thụ lại đùa. Từ ngày làm vợ thụ tôi nào nghe anh ngáy nửa giây. Chờ cả ba lỗ trắng tinh trên lưng thụ xoay về tôi về cấm đoán. Tôi cười thầm sự cẩn thận ngăn ngừa của anh. Cửa giả mở toang, bàn thờ linh thiêng ngay cạnh. Mẹ chồng có thể đi ra đi vào bất cứ khi nào. Dù thèm chồng đến mấy, tôi cũng phải gò mình trong bộ đồ ngủ kín đáo mà hậm hực tôi cũng không buồn thắc mắc về việc trái khoáy khi anh nói mát rượi mà người cứ đầm đìa mồ hôi thụ giờ khắc này sao quá đỗi xa lạ không còn là thụ buổi chiều đổ bóng xuống mình tôi anh lặng câm yên vị trong ngôi nhà bao tường cũ kỹ còn tôi lại muốn vách tường nhà anh dạn nứt để tôi cùng thụ trốn ra ngoài ba cánh quạt tai voi vẫn ì ạch à quay tít Trước lúc thiếp đi, tôi mơ hồ nghe lại cái giọng ngột ngạt, nhờ nhựa, ập ẻ xin xít nơi đầu lưỡi lúc thụ cúng lễ. Rồi tôi rơi vào mê man, loang loáng bãi ngô im lìm hứng xương, không gió nào thẳng thột. Trăng khuya phòng đứng, chiếu ánh sáng sữa đục. Thoát một cái, bóng tôi ngập hòa. Tôi thấy mình bừng tỉnh, cảm nhận không khí ngột ngạt hãm bức chật trội vây quanh môi miệng khát cháy, toàn thân căng cứng, nực nồng, oi bức như sắp đổ cơn rông. Ba cánh quạt tai voi ngừng phát xê dịch, không một tiếng gió, nhưng tấm màn đỏ che bàn thờ cứ chốc chốc lay động khẽ khàng. Chỉ mình nó đang chuyển động đỏ lờ trong thời gian lẫn không gian ngưng bặt. Tôi sợ, tôi muốn quay sang ôm thủ để anh che chở cho mình. Xong tôi không thể nào cử động màu áo ba lỗ trắng tinh chồng tôi nằm sát ngay cạnh như trêu người mà tôi chẳng thể nào nhúc nhích không khí mỗi lúc một ẩm thấp nực nồng khóa cứng lấy tôi trên mặt phàn tiếng ho đứt đoạn từ trong căn buồng mẹ chồng tôi lôi tôi khỏi đêm đen tứ chi dã rời đầu váng vất mồ hôi tôi dịn dạn dính bết bộ đồ ngủ tự nhiên mở khuy trễ nải lạ lùng tôi nhìn hàng cúc nhàu nát lạ lẫm giống tụ vừa vò nát chiếc áo và tôi vừa bận nên mình chưa kịp cài khuy. Cạnh tôi, thụ vẫn ngủ im màn bặt, ngoan hiền trẻ thơ, đôi má phụng phịu ninh nính. Tôi đầm nghi hoặc kín đáo luồn tay xuống dưới. Chất lòng đẫm ướt sền sệt ngầy ngậy, mông đùi thấm nhảy chiếc quần lót mỏng. Thụ chờ mình ú ớ giữa giấc mơ. Tôi hoang mang nhìn chồng, cơ thể anh vẫn đầm đìa mồ hôi. Ngày gặp thủ Tôi không còn con gái, có thể săn chắc mượt mà buôn đầy hai mươi, rút lên hồi còi dài khi chiếc bóng của anh đổ ập xuống mình. Một buổi chiều, bóng tôi lọt thòm giữa bốn vách nhà rông trong khuôn viên bảo tàng dân tộc. Bàn chân anh lào xào sỏi đá sau lưng. Nóng lặng tôi giữa hồi còi không ngừng rút lên thúc bách trong da thịt. Chiếc bóng trồm lên chút nữa. Vách nhà rông nuốt trừng ngực tôi nhoi nhói từng hồi còi giết nóng. Tôi chăm chú nhìn chiếc bóng đang hắt thẫm màng sỏi đến gần. Chiếc bóng như tạo ra tiếng động trên sỏi bị đè nghiến. Nghe có vẻ khác thường, nhưng tôi tin chiếc bóng có thể đè nghiến được cả thế gian này riêng gì sỏi đá. Chỉ có tôi mới biết được điều ấy. Tôi muốn chạy trốn khi trước mặt bóng đen lừng lững dịch chuyển, giọng nói cất lên trước lúc cổ họng tôi bật ra tiếng kêu. Em bị trói mắt phải không? gương mặt người đàn ông phúng phính hiện ra dưới chiếc mũ lưỡi chai màu đỏ nằm yên hoàng hốt trong tôi. Lúc anh đưa tay sửa vành mũ, tôi nhận ra cánh tay anh dài chạm gối. Tôi biết gương mặt này, cánh tay này, giọng nói này sẽ đóng đinh vào giữa vừng khuất lấp của mình. Vách nhà rông vặn vẹo oằn oẹo mình nứt khe. Tôi sẽ chui qua khe nứt đấy, tay tôi sẽ dắt anh cùng đi. Chỉ cho anh thấy tôi thuộc về anh từ thùa nào, anh rồi sẽ ngoan ngoãn nhập vào tôi như một gãy gập định mệnh nhập vào tôi hẫng hụt tôi ngạc nhiên anh đêm tân hôn sau đó chẳng là bao làm sao để thụ hiểu vì chính tôi cũng chỉ là người mù trong cõi tối tăm một cõi không thụ không mặt trời không cả âm thanh giữa buổi trưa kỳ lạ tôi khám phá ra chiếc bóng trên tường không chỉ đơn thuần là những chiếc bóng chúng cũng sống động như thân thể tôi đang khát thèm một vực thẳm chúng vờn vượt trên da thịt non tơ hứng háo của tôi về sau tôi biết mình đã đánh mất điều quý giá nhất buổi trưa hôm ấy chúng đã cướp mất cuộc đời con gái khi vừa chớm đến khi tôi vừa mới biết xỏ tay thành thạo vào chiếc xu chiêng chúng cho tôi biết nỗi sợ hãi khôn cùng sự nghiệp đập trái tim và cả khát thèm chờ trong suốt những năm thiếu nữ khi chúng không còn quay lại mọi người nói tôi bị bóng đè Chẳng có gì đáng sợ. Tôi không thể ngờ đó chỉ là số phận. Thứ số phận đã đầy đưa cho tôi gặp thụ và làm vợ anh vội vàng, giống một linh ứng mà cơ thể tôi đã ám hiệu giúp còi. Sau đám rỗ, chúng tôi đáp tàu, trở lên thành phố. Trên đường về, thụ luồn tay vào vùng ngực hồng hào của vợ, xoa xoa bầu vú, miệng lấm lét cười. Tôi rất thích cờ chỉ này của thụ, cả điệu cười tươi của anh. Dưới quê, thụ không cười với tôi như vậy lúc nào cũng ra vẻ lạnh lùng. Vợ tôi thoát nạn nhà quê rồi, tiểu thư thôi, không phải nằm phản mồ hôi nhễ nhại như đêm qua, sướng nhá. Tôi không sướng, không thoát nạn như thụ tưởng, cảm giác như tiếc, như nhớ chiếc phản và bàn thờ với màn đỏ che đậy. Cảm giác lạ lùng mà chính tôi cũng không hiểu. Tôi vẫn không thể nào giải thích được những gì đã xảy ra trên tấm phản, lẫn lộn tất cả. Nhưng có điều chắc chắn tôi không mơ, cũng như thụ không hề đụng chạm vào người vợ. Ban sáng, anh đã dậy lên như đỉa phài vôi khi tôi dò hỏi. Về quê có một buổi, không được làm hổ cái với anh mà em đã cuồng lên rồi tơ tưởng lung tung. Em thật là... Tôi lại mơn nhẹ ngón tay dịu dàng của mình lên môi chồng, như thế anh sẽ không còn giận dỗi. Bàn tay tôi thật kỳ diệu, năm ngón ngắn dài với làn da mỏng tanh như bàn tay của một người khác, có thể làm mọi việc mà tôi không có khả năng. Giá thân thể tôi cũng không trọng lượng như bàn tay đang xòe ra trước mặt. Giá thân thể tôi không còn những đòi hỏi cảm xúc như bàn tay đang dơ lên trước nắng. Nhưng bàn tay ấy của tôi hay của ai chẳng thể nào phá tan được sự hoài nghi bí mật. Cảm giác chưa hề ngốt ngát năm nào đang trở lại. Trước bàn thờ to quá cỡ, tấm phản láng bóng thời gian, thung lũng 11 ngôi mộ, tiếng ho khúng khắng trong căn buồng mẹ chồng có liên quan gì đến nỗi sợ hãi, mà kích động hứng háo đang chảy xuyên suốt huyết mạch đàn bà trong tôi. Gương mặt thụ ngó lơ những cánh đồng, tôi nhìn thụ đăm đăm, mùi đất sàn sạt trên cần cổ anh. Tôi nghiện cái mùi ngai ngái trên ngực thụ mỗi khi nằm sấp trên mình anh, hôn tần mần đầu lưỡi có vị cò đắng. Bất giác tôi lại nghĩ đến cái đầu lưỡi đã phát thứ tiếng động ập e xin xít khi thụ khấn vái. Trở về thành phố, thân thể thụ trở lại khô giáo, thôi đầm đìa mồ hôi. Mỗi bận thụ cởi trần, tôi ngắm tấm lưng anh nâu om khô gian, tựa một mảnh ngói. Khô đến nỗi giá tôi đặt nụ hôn trên lưng anh khi ấy, đôi môi tôi sẽ bốc hơi, khô cháy trong khoảnh khắc. Giống như thân thể thụ đã chút hết nước ở vùng quê, hoặc cái buổi tối thụ nhễ nhại mồ hôi chưa bao giờ xảy đến. Trong tôi trở lại là một người đàn ông ưa nghịch ngợp hay mân mê bàn tay vợ rồi khen dù mập ốm em vẫn giữ được bàn tay của một thiếu nữ tôi sung sướng mỗi khi nghe thụ khen bàn tay mình không thay đổi thi thoảng tôi cũng nghĩ đến bàn thờ đỏ quạch và tự hỏi có phải mình nằm mơ đôi lúc thắc mắc khiến tôi mất ngủ nhiều lúc tôi nhíu mắt trước gương tự hỏi mình là ai và cố tìm một câu trả lời thụ trả lời thay tôi bằng cách bồng ngẫm tôi lên giường, biến tôi thành hồ cái, đánh thức những dạo giật của hai bầu ngực tôi liên tục rút lên những hồi còi dài. Tôi kẹp cứng thụ, không cho anh sổng toát về với bãi tha ma. Tôi chỉ giật thoát mình, sau vung vấp nhận ra bãi tha ma vẫn còn ở đó. Đám dỗ ông nội thụ sau đấy một tháng, hai vợ chồng lại thu xếp nhảy tàu lụi hụi về ngôi nhà mái ngói ba gian, cất chứa bí mật dòng dõi đế vương. Thổ im lặng suốt quãng đường, mắt trống trải khi tàu vào ga. Tôi nghe tiếng giao bán hàng rong vọng lại, thấp thòm, lẫn tiếng nghiến đường dây. Tâm trạng tôi lẫn lộn, mơ hồ kinh sợ, mơ hồ mong chờ. Sau cống lễ, y như lần trước Thủ đi ngủ sớm, tôi níu kéo. Đêm nay anh ôm em ngủ được không? Hôm trước em thấy sợ. Em lại tính giờ trò gì đây? Trời thiêu lửa mà ôm nhau ngủ giọng thụ cục cằn, ánh mắt liếc xéo, chẳng mấy yêu thương. Tôi chờ hững trước thái độ của chồng. Ở thành phố thụ chưa khi nào nói với tôi bằng giọng như vậy. Ngón tay tôi rụt bội, hình như làn da mỏng tang bị hỏng. Mẹ chồng tôi không mấy vồn vã, bòm bèm nhai trầu cao. Gương mặt tôi tối, bà vẫn lại khăn trên đầu, mắt nhìn đâu đâu. Làm như mẹ chồng tôi cố tình thức khuya để canh chừng con dâu. Tôi ngó ngó ngón cái tím bầm của mẹ chồng, rồi lại ngó lên bàn thờ, vẫn ngôi mộ bằng cho nung và những tấm hình phủ mặt. Tôi cẩn thận đi tắm trước khi lên phản. Phòng tắm toàn toàn được quay chiếu lệ bởi những tàu dừa. Dưới ánh trăng non vệt ra hình thù kỳ quái. Lớp trăng non lướt mỏng đến tấm phản soi lờ mờ gương mặt thụ Trong bóng tối, nhìn gương mặt chồng có nét an bình đủ đầy, tôi bớt sợ. Mẹ chồng tôi đã tắt nến, cơn buồn ngủ đến thản nhiên. Một cách thanh bình, tựa như nỗi hãi sợ và thân thể tôi là hai tách biệt không liên hệ. Tôi díu mắt, chìm nghỉm và giấc ngủ. Thức giấc, tôi thấy mình khát cháy cổ họng, làn môi khét khô căng dạn và mồ hôi lấm tấm trên trán. Tôi nghĩ mình bị sốt, người tôi ơn ờn, mặt phản ẩm rít. Ngoài sân cửa nhà mở toang và ánh trăng vẫn đang dọi những mảng sáng cuối cùng đúng lúc tôi chống tay định nhòm dậy thì tấm màn đỏ nhúc nhích và tứ chi nặng trĩu từ sau tấm màn đỏ những chiếc bóng bay ra lũ lượt tích tụ thành màng đen lớn trái tim tôi muốn nhảy dựng khỏi lồng ngực tôi nhắm chặt hai mắt trong kinh sợ tột cùng nhưng vẫn cảm giác rõ rệt trước mặt khối đen đang lần nhần về phía mình tựa quả đất đang nặng nề đè nghiến tấm phản trời ơi tôi phải gọi thủ Màng áo trắng ba lỗ chồng tôi lóa rực như con mắt anh mở thao náo trong đen đặc ám mờ. Chỉ cần khẽ nhích cánh tay là tôi có thể đụng vào thụ nhờ anh cứu giúp. Hình như chồng tôi còn thức, hai chồng trắng ươn ướt trừng trừng, anh nằm ngửa, hai tay xếp trước bụng ngay ngắn như một xác chết mở mắt. Một thoáng tôi nghĩ chồng tôi đang nhìn lên trần, một lúc tôi nghe hơi thở thụ đều đều vung vãi. Làm sao anh lại có thể ngủ ngon đến vậy? chưa bao giờ tôi ghét cái khuôn mặt phinh phính bình lặng của thụ như lúc này anh bỏ mặc tôi đơn độc nhoài nhã khí quyển mỗi phút một nực nồng rít ẩm ngột ngạt thời gian như bất tật tôi không dám ngoái lại nhìn mảng đen đã rất gần chỉ tích tắc nữa sẽ ập xuống mình tay chân tê cứng mà lạ thay hai con ngươi tôi mở to chưa từng thấy sáng xuyên thủng màn đêm Đến nỗi tôi nhìn được cả những sợi lông mi của chính mình đang vòng cung lên, vầng trán căng rát, xót dạn mồ hôi, dường như thụ vừa dịch lưng. Anh lăn sát vào tôi hơn, một chút nữa thôi là anh chạm vào người tôi. Nhưng thụ bất động ở ranh giới ma mạnh ấy. Bây giờ tôi nhìn rõ, hai mắt anh không nhắm tí nào, thậm chí mở to hơn thường ngày. Màng đen đã thôi uốn lượn trên miền vải, nó thò hẳn vào, lung sụp từng bộ phận thân thể tôi bàn tay lần sờ chọn đường viền môi, nắn từng chiếc răng xinh xắn, hệt như khi thụ trườn lên tôi thổi khúc dạo đầu. Đến hai núm bú, bàn tay đang lạnh lẽo chợt nóng dẫy, mỗi ngón thiêu rụi tôi như lửa, màn đen dẫy dùng khi có tiếng giày gión rén trên sân gạch và bóng áo cánh khen khét mùi đàn ông hiện ra. Cô út về tới, bàn tay vẫn lần nhận nơi êm ái mượt mà làn da bụng con gái, tôi đình đình em chồng mình sẽ nhìn thấy, sẽ chi hô lên và mọi người nhào tới hất màng đen, chặt bàn tay vô liêm xỉ khỏi người mình. Nhưng thắm chỉ chân chân ngưỡng cửa nhìn ngắm, hai hàm răng bịt chặt, bước những bước ngắn vội vào buồng. Tôi nghe tiếng cười đắc ý sát gần, bàn tay bắt đầu mạnh bạo hơn, gỡ lớp vài kết mồ hôi, bóc tách thuần thục. Mồ hôi tướp ướt đùi non, dãi dã dề xuống mặt phản trơn rít rồi khi bàn tay túng trọn lụa nhiễu đen ống, mảng đen bỗng tan loãng hiện rõ hình dáng một con người nghênh ngáo tôi hiểu mình phải im lặng im lặng trong sợ hãi tột tận đời người khói đen tan biến hết tôi hét lên tôi thấy mình hét lên một tiếng sập trời khi lờ mờ nhận ra đường nét trên gương mặt đang đè mình tôi nhìn xéo sắc lạnh hàm răng hơi nhô đầy đanh ác quen thuộc chưa kịp định thần chiếc quần tôi đã bị kéo phăng bằng một động tác như ảo thuật mồ hôi rình rịn bức bối hai đùi đúng khi tôi cảm được sự cương cứng thúc lên thì cánh cửa buông mở toang và mẹ chồng tôi hiện ra với chiếc bật lửa tôi muốn vùng chạy khỏi nỗi nhục nhã ê trề bóng đen vẫn nhịch từng phân nhịch xuống đôi mắt mẹ chồng nhìn vào phản làm tôi hãi hùng hơn tất cả những gì đang chịu đựng tia nhìn sòng sọc hằn học cay nghiệt bồ tát mỗi phân vuông cơ thể tôi nõa lồ ánh mắt ấy như muốn thiêu cháy mỗi sợi lông măng hình hài tôi cố vùng vẫy Hoàn đạp thoát cái nhìn của bà, tôi quên cả bóng đen đang nhinh nhích đã gần kề cửa sông con gái. Bóng tối tan chảy, lửa bùng lên loang khoét tấm màn đỏ. Mẹ chồng tôi phẩy lia phẩy lịa nắm nhang khắp bàn thờ như điên dại. Bóng đen rít lên một tiếng man dợ xoẹt ngang lửa nhang. Bụng tôi kéo một vật gì dài cứng như thép, hụt hẫng rơi tòm tôi xuống đâu đâu. Tôi thấy có làn gió thổi mát sợi tóc, những làn gió làm ngà dạp bãi ngô lao sao dưới ánh sáng nhập nhoàng bó nhang tỏa khói mẹ chồng tôi lê bước chậm chạp về buồng và thụ khụt khịt mũi đạp chân vào đùi trần của vợ sao nửa đêm mai lại thắp nhang thế này lưng thụ thằng đứng như bị điện giật khi anh mở mắt em em em, em cởi chuông đập mạnh cánh tay xuống phản trong nỗi cứu sinh tôi choàng tỉnh biết mình vẫn nguyên vẹn hình hài kéo quần lên tôi quay lưng lại thụ không giải thích một lời giấc ngủ đến ngon tuyệt diệu trong đời, tôi không biết mắt thụ hành lên những tia đỏ dại cuồng. Tôi thức sớm không phải bởi tiếng gà gáy, không bởi ánh nắng chói lòa xuyên tấm liếp cứa ra cứ thịt. Tôi thức dậy bởi giọng nói mai mỉa kéo dài đu đuổi, chua đôi môi hóng hớt của thắm xìa xuống tấm phản, đầy tiêu ớt, cay xé, đã làm tôi choàng tình. Làm dâu thời buổi này kể ra cũng sướng thật. Làng tránh ánh mắt của thắm Tôi thấy mẹ chồng đang ngồi ngoài hè, trong bà nhỏ thó như một đứa trẻ. Bà ngó lơ vườn tược cây cối trong im lặng lân láo của loài rắn. Im lặng u ám, như đêm qua mẹ chồng tôi không thấy con dâu cởi chuồng, tênh hênh trên mặt phản, đã không phải liên lịa bó nhang trước bàn thờ. Dưới bếp thụ quần đùi bên rổ khoai lang tím, anh ngừng nhai nhìn tôi không biểu độ cảm xúc nào. Đôi mắt thụ vô hồn, trong mắt anh quạnh quẽ rờn rợn. Đêm qua anh ngủ ngon không? Tôi hỏi gắng ngược dường như tôi không hỏi thủ, nhưng tự chất vấn mình. Tôi không biết chồng mình có nhìn thấy những gì đêm qua trên tấm phàn, có nghe tiếng hét mà tôi đã hét lên. Thủ vẫn nhai, khoai lang thì đâu cần nhai nhiều thế. Thế, hờ thụ Miệng anh nhiều nhào chất bột chẳng đẹp chút nào. Em dậy muộn quá đấy. Thủ không trả lời tôi, câu nói của anh tôi hiểu biết thế nào. Tôi phải tự trả lời cho nghi hoặc của mình, phải tự mình treo trống qua vùng lũ xoáy. Nhưng tôi biết hỏi ai, tìm ai bây giờ? Bàn tay thon ơi, bàn tay diệu kỳ ơi, bàn tay có biết không? Trả lời tôi đi. Tôi thay áo quần, bỏ ra bộ đồ ẩm rít mồ hôi nhàu nhĩ, quần lót đặc quánh, thứ chất nhầy nhầy mà tôi chẳng biết gọi tên. Khi trở lên nhà, mẹ chồng tôi không còn ngồi trước hiên, cả thụ và cô thắm cũng làng lờ nơi nào. Tôi bỗng thấy mình như được cởi dây trói vô hình, bàn tay ngón dài sáng nay càng thanh tao nạ lùng, không xui khiến, nó kéo giọt tấm màn đỏ trước bàn thờ tựa muốn cho tôi thấy điều gì quả thực chưa bao giờ tôi nhìn kỹ bàn thờ tổ tiên nhà thụ bây giờ đập ngay vào mắt tôi là hai tấm mảnh truyền thần dương cặp mắt dài dài, song vẫn là tia nhìn lạnh lẽo đầy hãnh tiến thụ chưa kể tôi nghe bao giờ sống lưng tôi lại ờn sốt những đôi mắt đang chằm chằm hắt tia nhìn sắc lạnh lên thân thể đôi mắt đích xéo của những người đàn ông dòng dõi đế vương trung hoa Tôi quay lưng trước đôi mắt đêm qua đã vờn rượt lên tấm tân nóng ẩm kích động đàn bà của mình. Tôi chạy ra sân, chạy xuyên cánh đồng ngô đã vàng chĩu, bóng nhảy những quả bắp căng rừng hạt tròn. Gió đượm mùi đất ẩm, mùi khô quánh trộn với nước sông tù hãm miết hơi dần dật, vừa vút ve vừa sờ soạn. Chiếc áo cánh thêu cảnh hoa đỏ đậm bắt ngang hai bầu ngực tôi đang thở gấp. Bên trong chúng chẳng có gì mà vẫn bị kìm hãm Tôi muốn thân thể tôi được giải phóng, muốn bầu ngực mình núng nảy tự nhiên gieo hát. Chúng đang kêu lớn lên rằng, đêm qua trí ốc tôi không mơ, chúng nó bị vầy vò, bị liếm láp, bị nát nghiền. Đi nhìn xéo sắc lạnh, hàm răng hơi nhu của những tấm hình trên mộ bia thản nhiên, cháo chờ hãnh tiến một cách bình lặng, bình thường như tôi đã bị cưỡng hiếp. Nhưng sao tôi không chống cự? Phải chăng tôi đồng lõa? Phải chăng tôi đã ưỡn người lên chờ đón? phải chăng vòng quay đã được sắp đặt từ buổi trưa ngốt ngát bất thường tuổi thơ đến buổi chiều bảo tàng dân tộc thụ đổ bóng xuống đời tôi nhưng suốt những năm thiếu nữ tôi đã mong chờ tôi đã khát khao giờ đây nó hiện hình sao tôi hoang mang vòng quay số phận cuộc đời tôi không phải vòng quay yêu thương tôi là ai từ đâu đến tổ tiên đế vương trung hoa tay dài chạm gối nhà thụ muốn gì bãi tha ma thanh thang trước mặt Gió sớm từ sông dì rào đổ thấp qua quần bò áo cánh đen. Thật xác tôi buồn buốt, nhưng nhức từng cơn. Nhưng là sự nhưng nhức kích động, đòi hỏi và đau đớn. Tôi sợ chính mình. Cành hoa thấm đỏ vất ngang hai bầu ngực, vẫn chỉ trực vành lên địa thoả. Nó đang mơn trớn dỗ dành hoang đàng, thung lũng mồ mà 11 ngôi mộ, đẫm rượt sương đêm. Những cọng cỏ tra cứ vào chân tôi, hai chân tôi lướt lên chúng mời mọc. 11 ngôi mộ yên bình, sự yên bình thái quá một u mê. Tôi muốn những ngôi mộ nứt đất trôi ra từng bóng ma, từng oan hồn tử sĩ xéo sắc, tay dài chạm gối. Tôi nghĩ mình sẽ không sợ hãi. Tôi muốn họ trả lời tôi. Họ muốn gì ở đứa con gái nhiều xúc cảm này và có gan hãy hãm hiếp tôi giữa ban ngày ban mặt. Vẫn chỉ là im lặng. Má tôi nóng hực, miệng tôi lại cháy khát, giật tung hàng khuy áo, cành hoa đỏ thẫm đứt đôi tôi xoay vòng quanh 11 ngôi mộ. Vũ tôi dứng tràn không khí. Vũ tôi là đời sống, là hơi thở, là khí quyển. Mô mà là quá khứ. Tôi chạy giữa bãi tha ma thanh thang hoang dại. Tôi muốn điệu múa ra thì tươi tốt, thách thức thần linh, thách thức âm hồn dòng dõi Trung Hoa nhà thụ. Tôi tung thăng thể xác, đôi bầu ngực tự do khiêu khích cho đến lúc bàn tay xa lạ có năm ngón thuôn mềm đưa lên, cài lại hàng khuy áo ngay ngắn, Tôi đứng nhìn bàn tay của chính mình như nhìn bàn tay của một kẻ chất phát quả quyết dắt tay tôi lầm lũi trở về. Có phải bàn tay của kẻ nào đó còn dính vào cơm tay tôi? Đã hiểu không thể nào chống cự nổi trước bàn thờ to dài quá cỡ với tấm màn đòn nhức nhối chất chứa cả một quá khứ phi phạm. Thủ mang ánh nhìn lạnh lẽo trên suốt chuyến tàu xuôi về thành phố. Tôi có cảm giác anh giống một pho tượng ai đặt cạnh mình anh nín lặng làn ra chỗ đỏ ửng chỗ nhợt nhạt những cánh đồng trơ hoác gốc dạ chạy tăm tắp trong nhập nhọn hoàng hôn tôi không dám nhìn thẳng mặt chồng chỉ lén nén chăm chú lên đôi tay thụ dường như dài hơn bất động hơn khoanh vòng nhiều hơn trước vùng ngực phẳng tôi muốn tự mình mân mê bầu vú để tìm lại cờ chỉ âu yếm của chồng nhưng tàu cứ tiếp tục gì gì nhờn nhơ trên con đường dài trơ chẽn tôi muốn thụ hét lên chửi ruột thành lời những gì đang khoét rỗng đầu anh. Không còn nghi ngờ gì, Thụ đã nhìn thấy cảnh đêm qua. Thụ biết tất cả, nhưng sao anh không cứu tôi? Anh không thiêu cháy bóng đen man dợ, bảo vệ vợ mình. Hay Thụ đồng lõa, bán tôi cho những bài vị khát đói. Tôi đâm hận anh vô cùng. Hận lây sang những ngày sau đó, khi đã yên ấm nơi thị thành náo nhiệt khi trước bàn thờ bỏ mặc bội phủ nhà quê mà không là giận nữa một nỗi hoài nghi thường trực ngày đêm cuộc sống vợ chồng dần già ngừa ngựa thua vẫn chăm chút tôi nhưng sự chăm chút đượm mùi sâu thẳm chẳng còn lửa cháy chẳng còn nồng nàn tôi thôi không hực lên hồ cái mỗi đêm trên người thụ tôi không vồ nút lấy anh hối hả rút mặt vào trong nách anh tìm hương vách nhà rông của bồi trưa nào ở bảo tàng dân tộc thụ cũng chẳng mấy mặn mà chuyện ái ân. Bàn tay anh thôi vuốt ve, bóp nắn, tôi cũng thôi cắn đầu lưỡi thụ có mùi cỏ đắng. Mỗi sáng sớm thức giấc, tôi không còn cảm giác tội nghiệp nào cho thụ, và anh cũng không còn véo mũi tôi cảnh cáo đêm qua. Chúng tôi nặng im, không la hét, không dò hỏi để tìm nguyên nhân, không một giải thích nào. Ngầm hiểu với nhau như đã cài trong đầu tôi và thụ, chuyện phải xảy ra để mà chấp nhận đời sống bình lặng trong bình lặng giấu giếm rằng xé với những màu đối thoại đều đặn như kinh nhật tụng hôm nay anh đi làm mệt lắm không em trong mắt anh trũng sâu đừng gắng sức nữa nhưng thân thể tôi thì không im lặng đêm khuya khi đèn đường nguội lạnh cạnh bình thụ xoay lưng thiên thít thì làn da tôi lại hực hội khát thèm tôi thấy vú tôi nở ra trong đêm tối nở lớn như một đóa vạn thọ bất chợt bung cánh to bằng một cái bát. Thân thể tôi giống như quả mít tố nữ, ngậy thơm, đợi bồ đôi. Lẫn trong thao thức, tôi nhớ những bức ảnh truyền thần trên chiếc bàn thờ vĩ đại. đôi tôi thèm khát được rát dẫy mồ hôi, bụng thèm cảm giác cứng cáp quẹt ngang đâm vào. Tôi biết như thế là tội lỗi, nhưng rồi lại tự nhủ đó là một thứ tội tổ tông mà chẳng ai có quyền chê trách. Tôi biết phải chấp nhận để tồn tại, tôi yêu thụ và anh cũng thực lòng yêu tôi. Sống trên đời ai chẳng có nỗi khổ, đâu riêng gì vợ chồng tôi. Nhưng rồi dỗ tổ lại đến và tôi không thể giống giếm khoác lên mình bộ mặt bình lặng được nữa. Thụ cũng vậy. Sau sự việc đôi má anh hóp sâu, chẳng còn phúng phính, ngài oi nồng khi hai vợ chồng nhìn tờ lịch thu xếp cặm cụi về quê. Nếu là những lần trước, tôi sẽ luyến thoáng hỏi thụ dỗ ai mà về. Giờ đây như một lễ thường tình, tôi chẳng cần phải hỏi một năm mười sáu đám rỗ cứ thế mà ngược tàu tôi lại mơ hồ kinh sợ mơ hồ mong chờ phập phồng theo tiếng nghiến đường dây với bãi tha ma chập trùng mọi chuyện vẫn diễn ra như bất kỳ đám rỗ nào nhà thụ với nhang khói với âm thanh khấn vái xin xít ập è e nơi đầu lưỡi thụ chỉ khác một điều lần cúng rỗ này vào buổi trưa mẹ chồng tôi bảo các cụ báo mộng cho bà làm như thế tất nhiên các cụ đã nói thì phải nghe ai nào dám cãi nửa lời còn nhớ ngày cưới mẹ thù gọi tôi ra gấp riêng giọng bà nhỏ quá mức mà làm tôi run dậy chỉ về làm dâu trưởng nhà này trách nhiệm nặng nề lấy chồng theo thói nhà chồng mọi thứ đều có lễ nghi trên dưới cứ thế mà làm chỉ làm khác sẽ rước họa vào thân tôi nói trước hân hoan hạnh phúc tôi quên mất giọng nói sắc ngọt của mẹ chồng hôm ấy trưa nay nó vọng rõ mồn một thấu tim óc đứa con gái đang nuôi những vực thẳm khổng lồ trong mình chẳng khác nền trời không xanh lồng lộc cũng đang nuôi những tảng mây tối sáng lờ đờ thổ đi nhanh qua khoảng sân rất nắng phịch lưng xuống phàn nặng nề sáng nay dậy sớm đi tàu mệt quá nghỉ trưa cho lại sức em thần người ra đấy làm gì nghỉ đi Thủ nói với tôi bực bội làm như tôi cản trở ra tộc anh chuyện gì đó làm như tôi chưa từng phục tòng khuôn phép gia đình anh đúng mức hay tôi phá đám rỗ nhà này? Tôi băn khoăn thắc mắc vì sao thủ phải đổi giọng mỗi khi có sự hiện diện của chiếc bàn thờ. Thủ nói với tôi hay xin phép mẹ. Anh không nhìn tôi mà cũng chẳng nhìn mẹ đang ngấp nghé cửa buồn Anh nhìn tấm màn đỏ bất động đang giang lửa. Bao nhiêu nhang tháp lúc nãy cháy cằn, tàn cho giữ nguyên, dựng đứng như hình chĩa ngọn trông, trơ khắc tàn bạo. Thốt nhiên tôi muốn sập màn che giấu. Nhang cháy không cuộn thành vòng, không có điều tốt tia liếc xéo từ căn buồng mẹ chồng tôi bùng rát khuôn mặt tôi ngoái đầu chỉ là hai cánh cửa khép im lìm dạo này mẹ thụ không còn nhìn thẳng mặt tôi nữa những cái liếc xéo lởm chởm nguyền rùa của bà hơn một hôn mê một thôi miên hòa lẫn tiếng son trào cô út vùng vàng ném đập ngoài giếng dìm xuống nước chìm im trong nhiệt độ tăng cao và chiếc quạt tai voi xoay lấc láo tôi ỉ mình trong bóng rát chật trội hãm bức mê man tôi nói thầm nhà quê là thế ấy lặp đi lặp lại cho đến khi giấc ngủ đến, rồi vô cớ thức giấc lại khát. Tụ giang rộng tay một chân gác lên đùi tôi như kiềm giữ. ngạc nhiên chưa, tụ không có thói quen này. Vừa lúc tôi gượng mình vươn vai thì lặng phát đất trời trong tư thế ưỡn ngửa tôi chơi cứng bất động đã mây nặng nặng cho có khoảng sân làm tối sầm gian nhà. tối sầm bức màn đỏ tôi đã kéo che những nén nhang cháy quằn quại. sau bức màn đỏ bóng đen thản nhiên bước ra lần này hiện rõ hình hài con người. Tôi không còn sợ hãi mà ngay mặt ngắm nhìn. Nó mang trong mình hình dáng của một lão già tàu nào đó đầy quyền uy, chập trờn trên cái nền lát gạch tàu. Lão tàu xa xăm, bí ẩn, vừa đen tối, vừa có sức hút lạ kỳ, quyến rũ khác thường. Vừa rông giống bố chồng tôi. Tôi chăm chăm theo dõi mà vẫn phân định. Bên ngoài mây xám đã quệt qua khoảng sân, hắt thứ ánh sáng âm âm xuống lũ cây cối, và chỉ cách vài thước mặt trời đang hực nắng nhựa đường cơn khát gắt gầm nhức nhối trong cuống họng làm mặt mũi tay chân tôi chìm sâu trong nỗi hoảng loạn của thể xác dù phần trí não vẫn tỉnh táo khát mỗi sợi tóc khát từng nếp gấp làn da khát mỗi đốt xương khát từ hàng mày khát xuống viền môi khát trên đồi cao vươn ưỡn khát xuống thảo nguyên giang rộng khát như chờ đợi bóng đen nhịch nhịch đến gần tới nước mồ hôi tướp xót mi mắt, mồ hôi dịn dạn ra thịt đồi non, nhỏ giọt, giọt xuống mặt phản đen bóng. Và này thủ nói có từ lâu lắm dễ đã bày tám đời ngủ nghe, ăn uống, sinh con đẻ cái và khâm liệm. Tấm phản mang quá khứ của gia đình thụ, xa xôi, chất chồng Còn tôi, hiện tại, một đứa con dâu địa thỏa đang ưỡn ngửa căng rát đón chờ. Bóng đen đã đứng ở khoảng giữa hai chân tôi tách rộng từng đường nét trên gương mặt lạnh lùng không hề xa lạ hiện rõ. Sao mà giống thụ đến thế? Rõ ràng là thụ, chân thụ đã rời khỏi đôi tôi từ lúc nào giống thả cho tôi tự do đối mặt bóng đè. Anh vẫn nằm nghiêng, quay hai con mắt nửa nhắm nửa mở như muốn chứng kiến. Lúc đôi tay của quạng già dẫm, tôi biết trước, trước bóng muốn gì. Thứ mà mọi đàn bà trên thế gian khi nằm ngừa đều biết. Tôi giang rộng chân lúc nghe tiếng ho trong buồng dội lại. Tiếng ho càng lớn, tôi càng giang rộng chân như muốn thách thức. Chính tôi cũng không hiểu vì sao mình có thể giang chân trong lúc tứ chi bất động. Muốn vùng dậy mà không được, cơ thể tôi không vâng phục trí não, nhưng vâng phục thèm khát của cái bóng. Những tiếng ho đứt rời cằn cọc tiếp tục cay thét làm như mẹ chồng tôi muốn biểu độ ganh ghét với chỗ tôi đang nằm. Hai bàn tay thà xuống mạnh bạo, giết nóng, hơi thở dập dồn cái bóng luồn sâu, bóp từng mạch máu chảy sôi huyết quản con gái đôi mươi gương mặt xa sát vùng cổ như muốn hút sức sống tôi căng cứng rồi lồng ngực bỏng rát tôi vỡ vụn nó đang banh trái tim tôi ra tôi hét tôi vùng vẫy tôi van xin hồn hền oan oại rên rỉ ông muốn gì ở tôi tôi biết phận dâu con tôi sẽ làm tròn bổn phận mỗi năm tôi sẽ làm cơm 16 sáu đám rỗ tôi sẽ dọn sạch thung lũng mồ mà sẽ lau bóng nhoáng bàn thờ sẽ sinh 11 đứa cháu trai bóng đen tàng lờ hai bàn tay bạo lực hung hãn khoét sâu ngoáy vòng tôi điên đảo đau đớn nộ cuồng rồi tôi cười gằn thỏa mãn với ý nghĩ mẹ chồng tôi cũng đã nằm trên tấm phản này sáng tối lẫn lộn tôi nhắm mắt cho trăm đời dòng dõi đế vương quần thảo cho đến lúc đỉnh đầu nhức buốt tôi bật nức nở man dại tiếng ho trong buồng lúc ấy học từng cơn xé phổi gần như tụ bị bắn tung vào góc nhà tôi có cảm giác thế đôi mắt anh trừng trừng căm hận tiếng cào nhào của thụ cắt đứt giấc ngủ tôi mê mệt em thấy tháng sao không mang băng vệ sinh đàn bà mà đoàn quá mau dậy thay áo quần lau chùi tấm phản đi vẫn bàn tay mảnh dài đập xuống phản giúp tôi dậy tôi nhìn thụ rời rời uất ức anh mở mắt anh chứng kiến anh vợ như không có chuyện gì anh cũng không còn gì để ý chu kỳ của vợ tôi chỉ vừa sạch vài ngày làm sao mà thấy tháng và cái thứ máu loang áo thụ thứ máu đen đặc mặt phản thứ máu quện bện đồi tôi không phải máu đàn bà mỗi tháng mà là máu tươi chảy dốc từ vết thương rách toác bị đâm sâu hung bạo. Mọi người bảo tôi bị bóng đè, nhưng bóng đè chỉ là giấc mơ khi đang ngủ, còn tôi dã rời hai đùi nhấp nháp máu trộn nước con gái. Em còn ngồi ý ra đấy, làm nhanh lên, mẹ dậy bây giờ. Thụ chưa hết câu thì cửa buồng kẹt mở, khuôn mặt mẹ chồng tôi đỏ gắt, tay lóc xóc quạt nan, dừng cái nhìn mấy mảng áo đỏ con trai nơi mặt phản ướt đen bà ngẩng đầu bước thẳng đến bàn thờ kéo dọa tấm màn đỏ sang bên châm lửa đổ nhang chưa chuyển về chiều không ngọn gió nào chạy loạn tôi ngồi chết lặng vợ anh bị hiếp nhưng thụ chỉ sợ mẹ dậy thô tóc áo qua đầu ra giếng rồi ào ào như muốn dội chất hờn căm trên mình anh hay muốn rửa giấy những dơ bẩn thay cho vợ tắm xong anh trở thành một người khác chúng tôi không đủ sức lực can đảm mang trên mình bộ mặt bình thản thường nhật cố dối lừa bản thân được nữa. Thụ ít nói hẳn đi, gần như là im lặng, hiếm hoi mới thấy nụ cười của anh. Có chăng là trong một vài lần xã giao bắt buộc, đôi má anh hóp ngày một sâu hơn. Tôi từng lén nhìn chồng, nhưng thủ đã vĩnh viễn không còn sờ nắn bàn tay tôi mà khen ốm mập ngắn dài. Ngôi nhà của chúng tôi ở thành phố giống một am thờ. Đôi khi tôi hận anh, vì lấy anh tôi mới về căn nhà sư cũ đó, mới nằm trên tấm phản ấy, mới ra nỗi đoạn đầy bây giờ nhưng thụ không còn nhìn thẳng mặt tôi hình như anh không muốn nhìn bất cứ cái gì không muốn nghe bất cứ điều gì có bận tôi bắt gặp anh ngồi câm niếc trong buồng tắm cả buổi ánh mắt vô hồn tôi thương chồng và thương chính mình thụ đau đớn một tôi đau đớn mười tôi là đứa hư hỏng tôi biết mình bị hãm hiếp trước bàn thờ tổ tiên nhà chồng trước mặt chồng nhưng tôi lại bồn chồn mong nhớ thậm chí khát thèm cảm giác ấy tôi đạp quẫy nội chiến tâm linh héo rũ tôi thay rèm cửa màu đỏ, khăn trải giường màu đỏ, bao gối màu đỏ, cố trang trí căn nhà hao hao giống một trang thờ với nhiều tấm màn đỏ. Thụ không phản ứng gì. Đêm này qua đêm khác, khi tấm rèm cửa trong ngôi nhà thành phố bắt đầu phai màu nhức nhối, tôi và Thụ lại ngược tàu về ngôi nhà mang nhiều oan khuất. Trước hôm đi, tôi bị lên một chiếc nhọt ở chỗ thật tai hại. Nó nằm gần cái đàn bà ê ẩm đỏ tấy. Thụ thấy tôi nhăn nhó tỏ vẻ thông cảm, anh bảo tôi nếu đau quá không về cũng được, anh sẽ thương lại với mẹ. Nhưng tôi đời nào bằng lòng, đời nào để trước phản trống trơn mình thụ đêm dài. Chỗ của tôi là ở đấy, không hiểu sao tôi thấy mình khỏe mạnh, háo hức, lạ thường. Tôi ngượng ngùng tự thừa nhận với mình, nghiện 16 đám rỗ, 11 ngôi mộ, tấm phản đen bóng, cả tiếng ho cục thét trong buồng. Tôi phê cảm giác khát cháy nhạo nhuyết mồ hôi. Trước bóng đen đúa làm tôi mê hoặc xô đẩy tôi trong gầm thét cuộn trào. Thủ đau đầu trước thái độ phấn khích của tôi. Dường như anh biết từ trước tôi sẽ phản ứng ra sao. Nhìn mặt anh lạnh lẽo tôi hiểu. Cẩn thận, thủ bắt tôi trần chuồng dạng chân, chống tay trong phòng tắm, ghé sắt cặp kính cận xem xét. Tôi xứng run lên vì cử chỉ thân mật này của chồng. Từ ngày ở quê đến. Trước khi nào anh ân cần đến thế? Tôi thầm cảm ơn chiếc nhọt Biết đâu nhờ nó, tất cả sẽ thay đổi. Ngón tay anh ve vuốt dịu dàng, người tôi mềm nhũn Nhưng anh dịu dàng lâu quá, dịu dàng tôi không chịu nổi. Tôi muốn anh bóp nát, bục vỡ, tan hòa, chức nhọt. Một lần vợ chồng đã đời để quên hết. Cái ngón cái của thụ cứ trầm hỡm trước cánh cửa giang rộng ẩm sâu. Tự nhiên tôi muốn buông một câu chửi thề, chửi thề một lần trong đời. Cánh cửa tự động cài khóa. Sao thụ không cứ thế mà làm, cứ thế cắm phập xuống, cứ thế khoan sâu, sau cứ trầm hẫm đấy mà dịu với trà rằng tôi bật khóc nghĩ rằng nỗ lực cứu sông cứu thuyền thế là hết như khi đêm xuống trên tấm phản tôi nằm sấp cánh cửa lại mở tanh bành, sông ngập nước tì ép mắt mũi xuống mặt phản tôi không ngờ bóng đen nhanh đến vậy không già dẫm xoa xuê không hít hà giờ người vừa kịp hiện ra sáu chấm màn đỏ đã thẳng thừng cắm trên cắn dưới vào lòng sông lần đầu tiên tôi không khát nước gãy gập cắt khúc tôi trong cơn xoáy điệt bốc cao phịch hạ chen nấp tọng đầy thà hút mê man lần đầu tiên tôi hưởng thú đau đớn mà thỏa mãn tiếng ho ngừng lặng sau cao trào thu ấm ớ giữa cơn mê lãng nhoẹt nào trừng trừng mở mắt bọt mép nhòe môi lúc cử động được chân tay tôi thấy mình hững nhẹ có gì khác khác sực nhớ tới mụn nhọt tôi đưa tay xuống dưới trời ạ à, xẹp nhép khô cong không còn mù vàng không đau tấy la mình ra sân dưới ánh trăng già tôi gào thét điên dại với hai hàm răng nghiến chặt trăng lạnh tanh vàng võ tôi khuỵ gục hoàn toàn tôi thương tôi và tôi ghét tôi tôi đã đồng lõa đã kiếng chân lên rên rỉ rồi sau đấy lại nghĩ mình bị hãm hiếp lại căm oán bóng đen tổ tiên nhà thù rồi lại mong chờ lại hứng háo thèm thuồng bóng đen ấy hiểu tôi thích gì nó tràn lấp dục vọng trong tôi và đầy thụ xa cách hai bàn tay tôi dưới trăng xanh trắng bấu chặt xiết nhau Tôi hiểu những ám dấu của cơ thể, hiểu mười ngón tay kỳ diệu đâm mưu tính điều gì. Bàn tay da mỏng tanh của tôi bắt đầu động đậy. Bàn tay diệu kỳ không trọng lượng và cũng không chấp nhận, không đồng lõa, không thỏa hiệp mọi chuyện. Nó muốn tôi thoát khỏi mê man. Những ngón tay dài trắng xanh đầy kiên quyết tì ép ngòi bút trên tờ giấy. Nó thúc bách tôi phải ly hôn với thụ. Bàn tay ký lên trang giấy, nhưng thân thể tôi ù đì không nhúc nhích không muốn cử động mà ngồi yên vít chắc vào mặt phản nhất quyết không đi đâu thân thể tôi đã u mê trong nhang khói bến đầu cưỡng lại bàn tay với tất cả sức lực của nhung nhớ những phập mạnh đâm sâu bàn tay mảnh rẻ cầm bút bất lực với tự do đã nắm được ở đầu ngón tay nhưng bị trọng lượng thân thể buộc trói rồi máu không còn nhỏ xuống chân tôi nữa cơ thể thỏa mãn trong im lặng cái thai trong bụng tôi không phải của thụ không có bất kỳ người đàn ông nào cứ lớn dần. Thụ thay đổi, xoay sang vỗ về, chăm sóc vợ từng ly từng tí. Anh thường xoa xoa bụng vợ, thường xuyên nhìn lên vách như anh muốn báo cáo với những chiếc bóng đang canh trường cẩn mật, tiến trình tăng trưởng của đứa bé. Còn tôi sẽ tiếp nối truyền thống, sẽ tiếp tục thờ cúng bóng tối, sẽ tiếp tục banh dạng trên phản cho các binh thần thỏa mãn. Nếu là bé trai, con trai tôi sẽ bảo vệ cái bàn thờ. Nếu là bé gái, con gái tôi sẽ tiếp tục hiến dâng. Tôi đã khinh ghét cái thai, đã tính đến chuyện giết nó đi, nhưng ý nghĩ chỉ thoáng qua, nhanh như một cơn gió độc, làm nổi gai khắp cùng châu thân. Tôi thương giọt máu của mình, tôi thương đứa bé vô tội cũng bất lực như tôi đã bất lực. Đã khép mình làm bổn phận sinh nở, di truyền một quyền lực. Mỗi ngày tôi ra ngồi trước sân, đưa bàn tay nhẹ hẫng ra trước mắt, ngắm xem làn da mỏng tanh đang óng ánh dưới nắng, rồi lấy bàn tay ấy vuốt ve đứa trẻ đang quẫy nhẹ nhẹ, thấy yêu thương vô hạn hòn máu tôi đang mang trong mình yêu thương tràn lấp tâm hồn đến chẳng nói thành lời. Không biết có người mẹ nào yêu thương bào thai của cha chồng cấy vào bụng như tôi. Không biết có người mẹ nào yêu thương di sản của tâm tối như tôi. Thi thoảng tôi cũng đứng nhìn lên vách, đoán tìm những chiếc bóng mà tôi biết đang rình rập sau bức tường, đã lao xuống mình tôi, cướp mất phần trinh trắng tuổi thơ một buổi trưa hè nào và sẽ còn lao xuống cướp nốt thai nhi tôi đang mang. Thi thoảng tôi nói với những oan hồn chuyên hành nghề bóng đè. Tôi đã sẵn sàng, và con tôi cũng sẵn sàng. Chúng tôi sẵn sàng như những người nghèo sẵn sàng bán máu. Chúng tôi không biết chọn lựa, vì cơ thể chúng tôi đòi hỏi những nhục cảm mà bóng tối ban phát. Chúng tôi bất lực, chỉ còn những ước mơ mà không chiếc bóng nào có thể tước đoạt. Tôi đưa tay mình ra sáng, nắng lông linh trên năm ngón dài ngắn thanh tao lạ thường. Chiến tranh, dòng gió, bão lũ, hạn hán, tôi có thể chết đi rồi mà bàn tay vẫn nguyên vẹn. Tôi đinh ninh điều ấy, còn tôi chắc có bàn tay của mẹ, một bàn tay không béo gầy, không trọng lược, chỉ có làn da mỏng tanh, nhưng biết níu giữ tự do, cho dù thân thể bị trói buộc. Nắng tắt, mà bàn tay vẫn óng ánh diệu kỳ. Hết. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết truyện ngắn bóng đè, một truyện ngắn mang âm hưởng hơi âm u và liêu trai. À, rất cảm ơn sự chú ý đã nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn và hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong những audio kể chuyện tiếp theo. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán giả có một đêm thật ngon giấc.